Facebook là một mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Đa số các điện thoại di động đều có ứng dụng này. Chính vì vậy, số lượng người sử dụng Facebook trên toàn thế giới ngày càng tăng và là một mạng xã hội gần như là phổ biến nhất. Tất cả các tài khoản Facebook của người dùng hiện nay đang đứng trước nguy cơ bị đánh cắp, bởi vì Facebook thật sự là một mảnh đất màu mỡ mà rất nhiều hacker dòm ngó tới. Và bằng chứng là việc gần đây rất nhiều tài khoản Facebook của người dùng đang bị đánh cắp. Tài khoản Facebook bị hack thì có rất nhiều lý do cao siêu thì mình không nói. Nhưng những cách đơn giản mà các hacker vẫn dùng là tạo ra một trang giao diện và tên miền gần giống với Facebook. Khi bạn đăng nhập vào thì tất nhiên họ sẽ biết được mail và password rồi. Hoặc do bạn kích vào những file có đính kèm virus, nói chung là rất nhiều. Trong cái video này, mình sẽ tập trung vào vấn đề đó là thiết lập tài khoản để bảo vệ tuyệt đối cho Facebook của bạn, không bị những hacker dòm ngó tới. Kính chào quý vị và các bạn. Facebook là một ứng dụng rất là phổ biến trong thế giới công nghệ hiện nay. Tất cả chiếc điện thoại của chúng ta hầu như ai cũng đều cài đặt ứng dụng này. Và để sử dụng nó một cách hiệu quả và tăng tính bảo mật của nó, thì trong ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách để bảo vệ tài khoản Facebook của chúng ta qua hai bước. Thứ nhất đó là chúng ta đó là bảo mật hai lớp đăng nhập. Thứ hai là chúng ta cảnh báo về người khác đăng nhập tài khoản của chúng ta. Thì để thực hiện được cái công việc này, cái đầu tiên chúng ta cần phải mở CH Play lên. Mấy bạn mở CH Play lên cho mình. Sau đó mấy bạn nhập vào cái ô tìm kiếm và mấy bạn gõ giùm mình đó cái dòng đó là Google Authenticator. Rồi sau đó mấy bạn nhấn tìm kiếm và mấy bạn tiến hành cài đặt cái phần mềm này, Google Authenticator. Sau khi mấy bạn cài đặt xong thì mấy bạn thoát ra. Mấy bạn mở Facebook lên cho mình. Mấy bạn là đăng nhập vào cái tài khoản Facebook hiện có của mình ha. Mình muốn nó là bảo mật. Đây là tài khoản mình muốn bảo mật. Sau đó mấy bạn sẽ nháy vào ba dấu gạch ở phía trên bên trái màn hình điện thoại của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống chọn cái phần đó là cài đặt và quyền riêng tư. Chúng ta sẽ chọn vào cái ô cài đặt. Chúng ta nháy vào đó. Rồi tới đây mấy bạn kéo xuống và chọn cho mình vào cái ô đó là bảo mật và cài đặt. Chúng ta sẽ nháy vào đó. Rồi tới đây mấy bạn sẽ kéo xuống và chú ý cho mình trong cái phần đó là xác thực hai yếu tố. Nó có cái ô đó là sử dụng xác thực hai yếu tố. Mấy bạn nháy vào đó cho mình. Rồi tới đây chúng ta có hai phương thức để mà bảo mật hai lớp. Thứ nhất là ứng dụng xác thực, thứ hai là tin nhắn văn bản. Ứng dụng xác thực có nghĩa là chúng ta sẽ xác thực bằng cái tài khoản Google Authenticator mà chúng ta đã cài đặt hồi nãy, hoặc là cái phần mềm Duo Mobi. Tuy nhiên Google Authenticator này á, nó là phần mềm tiếng Việt, còn Duo Mobi nó là phần mềm tiếng Anh, nó khó sử dụng hơn. Vì vậy mà mình khuyên các bạn là nên cài là Google Authenticator. Còn nếu như chúng ta chọn phần thứ hai này về tin nhắn văn bản, có nghĩa là chúng ta cần có một số cái điện thoại, rồi nó sẽ gửi cái mã số điện thoại của chúng ta. Tuy nhiên cách này thì nó hơi phiền phức một chút. Nếu như chúng ta mất đi cái số điện thoại, hoặc là cái số điện thoại chúng ta chỉ có dùng để khôi phục cho một tài khoản Facebook, cho nên nó không có tiện. Vì vậy mà mình sẽ là đề xuất cho các bạn chọn phần thứ hai, đó là ứng dụng xác thực. Mấy bạn nháy vào đó một cái, rồi mấy bạn nháy tiếp tục cho mình. Rồi tới đây nó sẽ có đó là hai cái lựa chọn: thiết lập trên cùng một điện thoại, hoặc là chúng ta nháy vào cái mã này bên dưới. Lý do là mình đã cài đặt cái phần mềm này rồi, cho nên mình sẽ chọn vào cái đó là phần thiết lập trên cùng một thiết bị. Rồi đó, mấy bạn gặp có trường hợp bạn nháy OK cho mình. Rồi mấy bạn nháy thay thế.
Rồi bây giờ này mấy bạn nhớ cái mã nè, 086538. Rồi 086538. Chúng ta sẽ trở lại cái Facebook của chúng ta. Chúng ta sẽ nháy vào cái chữ là tiếp tục. Rồi tôi coi lại tôi quên rồi, 086538. Nhập vô 086538. Ok, tiếp tục. Rồi, như vậy là xác thực hai yếu tố đã bật. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp mã nếu phát hiện thấy lần đăng nhập từ thiết bị hoặc trình duyệt lạ. Có nghĩa là sao mấy bạn? Có nghĩa là từ đây về sau, nếu như ngoài cái chiếc điện thoại chúng ta đang đăng nhập này ra mà một chiếc điện thoại nào đó bất kỳ đăng nhập vào tài khoản của chúng ta thì nó sẽ yêu cầu một cái mã. Yêu cầu một cái mã. Còn nếu như bản thân chúng ta nè, bản thân chúng ta là cái người đăng nhập từ chiếc điện thoại mới thì chúng ta lấy cái mã nó từ đâu? Mấy bạn nhớ chữ xong cho mình ha. Rồi mấy bạn là kéo xuống, mấy bạn coi nè, mã khôi phục. Mấy bạn chọn vô cái chỗ là mã khôi phục cho mình. Mã khôi phục. Nó lúc này nó sẽ có một cái danh sách 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái mã. Chúng ta, nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sao chép mấy cái mã này lại. Để làm gì? Để chúng ta đi lưu trữ ở một cái nơi nào đó mà sau này chúng ta biết được, chúng ta có thể ghi vào sổ tay nè, chúng ta có thể lưu vào gọi là trên máy nè, chúng ta có thể lưu vào trên máy. Chúng ta dán vô. Dán. Rồi chúng ta sẽ lưu lại đó. Đây là những cái mã của mình nè, đó, lưu nè. Để khi mà chúng ta đăng nhập vô á thì chúng ta cần có cái mã này, còn người khác không có cái mã này thì hoàn toàn không đăng nhập được ha mấy bạn. Rồi, đó là cách thứ nhất chúng ta bảo mật hai lớp. Còn chúng ta để nhận cảnh báo chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta tiếp tục mở Facebook lên. Rồi chúng ta sẽ thoát ra ngoài lại. Rồi chúng ta sẽ cũng vẫn vào đó là cái dấu ba gạch. Chúng ta cũng tìm đến đó là cài đặt và quyền riêng tư. Rồi chúng ta cần nhấn vào cài đặt. Rồi chúng ta dẫn vào cái chỗ bảo mật và đăng nhập. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống. Cái mục là tăng cường bảo mật. Mấy bạn thấy đó, trong này nó có một cái phần gọi là nhận cảnh báo về những lần đăng nhập không nhận ra. Mấy bạn nháy vào đó cho mình. Ở đây nó sẽ có ba cái phần. Phần thứ nhất là phần thông báo trên Facebook. Cái thứ hai là thông báo trên Messenger. Và cái thứ ba đó là email. Chúng ta sẽ nháy vào cái chỗ thông báo trên Facebook và chúng ta chọn vô cái phần là nhận thông báo. Sau đó chúng ta lưu lại. Từ đây về sau, mỗi lần mà có một cái thiết bị nào đó đăng nhập, ngoài cái việc cần cái mã đăng nhập ra thì Facebook nó sẽ báo cho chúng ta biết là có người đang đăng nhập bất hợp pháp vào cái Facebook của chúng ta, mà chúng ta có cái cách để mà chúng ta đó là chúng ta nhận thông báo là từ Facebook. Nó thông báo chúng ta biết là có một cái tài khoản nào đó, có một cái thiết bị nào đó đang đăng nhập trái phép, và chúng ta có những cái hành động kịp thời mà chúng ta là bảo vệ tài khoản Facebook của chúng ta khỏi bị, tránh khỏi được những cái xâm hại của người khác, hoặc là tránh được hacker, hoặc là những người muốn đánh cắp thông tin của chúng ta. Như vậy qua đây mình đã đó là hướng dẫn cho các bạn hai cái cách để mà chúng ta bảo vệ tài khoản Facebook của chúng ta, tránh khỏi những cái người đó là xấu muốn lấy tài khoản của chúng ta, mà những người đó thì gọi là hacker. Nếu như tài khoản Facebook của mấy bạn mà chưa được đó là bảo mật như thế thì mấy bạn hãy nhanh chóng thực hiện. Nó không có khó ha. Còn nếu như mấy bạn cảm thấy video của mình hữu ích thì mấy bạn đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nếu như còn chỗ nào thiếu sót thì mấy bạn cứ comment bên dưới giúp cho mình làm các video khác nó sẽ tốt hơn. Bây giờ mình xin nói lời cảm ơn và thân chào các bạn.